Dạo gần đây thì trên TikTok cũng như trên cộng đồng mạng, anh em hay nói là xe đi lập trụ phách sẽ bị sứt lòng vào lốp B ha. Nói luôn, vì đây cũng là một câu hỏi rất là nhiều anh em hỏi với mình, đó là xe mình đi lập trụ có tẩm dầu không? Hai cái này thì mình sẽ tặng cho anh em nào cần, có nhu cầu sử dụng lập trụ, mình sẽ tẩm dầu luôn nha, và tặng không bán ha. Ok, xin chào tất cả anh em nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh vlog của mình. Hôm nay lại có một video để nói chuyện về cái lập trụ này. Đó, tại vì dạo gần đây mình thấy cái video lập trụ của mình á, nó có nhiều lượt xem trở lại và nhiều bạn có nhiều cái câu hỏi đặt ra với mình. Nó hỏi về cái lập trụ phách này, lập trụ pha ke. Thì hôm nay sẵn hơn 5.000 cây rồi. Mình là lấy cái xe ra, tháo ra và lát nữa sẽ tháo ra vệ sinh ha. Đó, nhưng mà hôm nay mình sẽ không có quay video cái quá trình mình vệ sinh, mà mình chỉ nói về cái cách sử dụng của mình với cái lọc trụ phách này, nó có ok không, để mình chia sẻ đến anh em. Dạo gần đây thì trên TikTok cũng như trên cộng đồng mạng, anh em hay nói là xe đi lập trụ phách sẽ bị sứt lòng vào lốp B ha. Thì để trả lời cho cái câu hỏi này á, mình không có dám khẳng định cái điều đó là đúng hay không, nhưng mà mình là một minh chứng ở đây, và bạn bè mình rất là nhiều người cũng đi lọc phách luôn, nhưng đến hiện tại vẫn rất là ok. Có thể là cái tình trạng mà đi lọc trụ phách này nó bị lốp B á, đó là thực sự mình nghĩ có hai nguyên nhân. Một là do xui, tại vì rất là hiếm khi gặp. Hai á là do chủ xe quá ẩu. Ví dụ đơn giản là các bạn chạy một cái lập trụ mà chạy mười mấy 20.000 không thèm vệ sinh, thì các bạn đi lập xịn nó cũng nát cái máy thôi. Đó, thì cái điều đó là đương nhiên phải chấp nhận nha. Còn như ở đây xe của mình hiện tại là gần 70.000 cây rồi. Để mở cho các bạn cùng xem nè. Để mình chuyển qua mod chip ha. Đây, mod auto đây, 67.784 cây đó. Đến hiện tại xe mình chỉ nói về máy thì chỉ mới là mở ra làm nồi thôi nha, mở ra làm nồi thôi, còn lại là chưa đụng gì tới máy hết, ngay cả qua lăng mâm lửa hay là tăng cam sinh cam trên này, nói chung chưa đụng tới gì trong máy hết. Mà mình đi lập trụ và lập độ từ rất là lâu rồi, từ những ngày mới mua xe luôn. Đó, nên hôm nay mình nói về cái vấn đề này cho anh em, để anh em nào mà đang có muốn lên lập trụ mà không có đủ kinh tế hay là điều kiện để lên lập trụ xịn á, mà đang lo lắng về cái lập trụ phách này nè, thì đó thì cho anh em đỡ lo hơn ha. Rồi, mình cũng chia sẻ một chút về cái cách sử dụng cái lập trụ này của mình. Thì mình sử dụng tầm 5 đến 6 ngàn cây thì mình sẽ mở ra vệ sinh hoặc là thay cái mới ha, chứ mình không có để chạy quá lâu. Như ở đây các bạn có thể thấy nè, zoom gần cho xem luôn, hơn 5.000 cây rồi, ba bình nhớt rồi, bình này bình thứ tư chạy được 700 cây thì hơn 5.000 cây rồi nha các bạn. Cái lập trụ mở ra nè vẫn rất là mới. Tại sao mới và tại sao sạch như vậy, và tại sao đến bây giờ xe mình nó vẫn hoạt động tốt, đó thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn ngay bây giờ luôn. Ở đây mình có một cái lọc trụ nữa nè, hai cái này cùng một loại nha, cũng là lọc phách hết, Canon đó. Nhưng khi các bạn nhìn vào nè, để gần các bạn xem đó, có thể do ánh sáng nên các bạn không thấy rõ, nhưng ở bên ngoài sẽ rất là rõ nha, hai màu khác biệt. Đây, màu dưới này sẽ đậm hơn nha các bạn, chạy đã 5.000 cây rồi. Hơn rồi, trên này là một cái lọc mình đã vệ sinh rồi, lọc mới mua về và mình xài một lần vệ sinh rồi, hai màu khác nhau ha. Cái lý do tại sao như vậy thì mình cũng nói luôn, vì đây cũng là một câu hỏi rất là nhiều anh em hỏi với mình, đó là xe mình đi lập trụ có tẩm dầu không. Mình trả lời là có nha,
Đây là loại tẩm dầu mình sử dụng. Cái lọc trụ này mình cũng đã tẩm dầu lên. Lát nữa mình sẽ quay cho các bạn xem khi mà mình xịt tẩm dầu lên cái lọc trụ này nè, thì nó cũng sẽ đỏ lên và xịn, nhìn cái màu nó xịn hơn. Đó, giống như cái lọc này. Và khi mà các bạn sử dụng cái lọc dầu này đó, thì nó sẽ cản bụi lại tốt hơn rất là nhiều luôn. Và đặc biệt một phần nữa là không biết anh em chơi xe nhiều, chơi lọc trụ nhiều có hay vệ sinh không? Còn mình là hay vệ sinh đó. Khi mà mình vệ sinh cái lọc trụ mà có cái tẩm cái dầu này nè, thì thật sự mình tạt nước vào trực tiếp luôn á. Nước nó không vào bên trong được nhiều bao nhiêu đâu nha anh em. Nên mình khẳng định là anh em cứ đi lọc trụ là đừng có lo về nước lắm ha. Cái vấn đề nước vào là thật sự cũng rất là hy hữu mới vào thôi, chứ không có sao hết. Anh em cứ chơi thoải mái. Nhưng mà tốt nhất mình vẫn kiêng vẫn cử đó, bình thường. Còn đây là loại tẩm dầu mình xài. Đây, để mình quay cho các bạn cùng xem nè. Cái này hình như là của Việt Nam sản xuất nha các bạn. Chai này mình mua chỉ là tầm mấy chục ngàn à, mình không nhớ nữa, mà vệ sinh chắc được, mình vệ sinh chắc là 5-6 lần rồi mà còn rất là nhiều. Đây, mình xài tầm, ngày trước mình xài tầm 5.000 là mình thay rồi. Đến đây bây giờ mình còn dư được hai cái này. Đây là một cái và một cái mình vừa tẩm dầu mình để phía bên ngoài kia. Hai cái này thì mình sẽ tặng cho anh em nào cần, có nhu cầu sử dụng lọc trụ. Mình sẽ tẩm dầu luôn nha, và tặng không bán ha, tặng cho anh em nào cần. Đó, anh em nào đến trực tiếp gặp mình hay cà phê giao lưu thì mình sẽ tặng, chứ mình không có ship nha. Đó, mình sẽ tẩm dầu cho anh em. Rồi thì bây giờ mình sẽ tẩm dầu lên cái lọc trụ mới này cho các bạn cùng xem luôn. Đó, sau khi tẩm dầu nó sẽ như thế nào ha. Đây, lắc đều trước nè, các bạn nhìn cái lọc trụ nha. Đây là cách tẩm dầu của mình, thì để khoảng tầm xa xa vậy nè, xịt vào thôi nè. Bắt đầu xịt ha. Đây, các bạn có thể thấy nè, sau khi xịt vào là nó sẽ màu khác liền. Bên này nè, màu bạc bạc nha. Đây, nó đã lên màu đỏ. Có thể do cái cam của mình cái màu nó không có tốt các bạn. Còn ở ngoài nhìn rất là đỏ và đẹp ha. Thì mình sẽ xịt hết luôn. Cái dầu này thì nó có màu đỏ nha anh em. Đó, và đây là mình đã tẩm xong cái lọc trụ này nha. Bây giờ đưa lên cho các bạn xem màu rồi nè. Đó. Đó, bây giờ hai lọc trụ cái màu đã giống nhau rồi, các bạn thấy không? Thì cái này mình sẽ tặng cho anh em nào có nhu cầu. Mình sẽ để vào hộp y như mới luôn. Bọc rồi những cái co đầy đủ ha, mình sẽ để vào hộp cho anh em nào cần sau. Đây, để riêng qua bên này. Mình có hai cái nha. Bạn nào có nhu cầu thì cứ liên hệ cho mình, nhắn tin cho Facebook cho mình sẽ tặng. Đến gặp mình sẽ tặng, chứ mình không có ship ha. Quay lại với cái vấn đề lọc trụ này, thì anh em cứ thoải mái đi, cứ chơi cái lọc này đi. Nhưng mà cố gắng giúp mình là 5.000 mở ra vệ sinh một lần, và sử dụng tẩm dầu nha. Các bạn mua cái lọc này bây giờ tầm 100.000 nha. Tem chai này là 80 mấy ngàn, thì luôn ship nó chỉ tầm 200 ngàn thôi các bạn. So với cái Canon, Canon thì 950. Mình không có nói cái này tốt hơn Canon, nhưng mà với cái nhu cầu của mình và mục đích chơi xe của mình, đến nay 70 ngàn cây rồi. Còn mình chạy như thế nào, mình bào như thế nào, mình đi tour tốc độ nhiều như thế nào, thì anh em xem video trong kênh mình cũng biết. Mình đi rất là nhiều nha, chứ không phải là đi nhẹ nhàng hay là đi trong phố cà phê đâu. Đó, nhưng đến bây giờ vẫn rất là ok, nên mình chia sẻ đến anh em. Và một cái chai này anh em mua có 80 mấy ngàn à, nhưng mà anh em vệ sinh và dưỡng được rất rất là nhiều lần luôn, và bảo vệ cho chiếc xe mình rất là ok. Đó, chai này các bạn không cần mua loại xịn của Canon đâu, loại này mình đã trải nghiệm rồi, thấy rất là ok.
Rồi thì video hôm nay mình chỉ nói như vậy thôi để cho anh em nào mà đang có nhu cầu muốn lên lập trụ và anh em nào yêu mến mình đã đặt những câu hỏi trong cái video lập trụ của mình á, thì hôm nay mình cũng giải đáp thắc mắc luôn cho các bạn đó. Thì đi lập trụ phát này nó có ok không, hay là xe mình có tẩm dầu hay không, thì mình cũng đã trả lời. Đó là những cái quan điểm cá nhân mà cũng là những cái mà mình trải nghiệm qua và mình thực tế của mình luôn, mình rút ra rồi mình chia sẻ với các bạn, chứ không có nói là 100% là đúng. Mình cũng không có nói là đi lập trụ phát là nó sẽ không lúc B, nhưng mà mình đã xem và mình đã hỏi qua ý kiến rất là nhiều những người anh em, những người anh lớn chơi xe, thì mình hỏi có cái vấn đề nào, xe nào lúc B mà từ cái lập trụ không, thì thật sự các bạn là đa số là khi mà xe lúc B á, mà nói về do cái lọc trụ phách này á, thì thường là nó đi kèm một cái vấn đề nào khác, chứ không chỉ là từ cái lọc trụ này mà nó xảy ra nha. Và đặc biệt là những anh em bị lốp bê từ cái lọc trụ này á, phách này á, là do anh em quá ẩu chạy xe mà không bảo dưỡng xe. Mình nói thiệt với anh em, chạy lọc nào lọc xịn mấy chục triệu mà anh em chạy mười mấy hai ngàn cây bụi bặm quá chừng mà anh em cứ kéo cứ kéo cứ tống không vệ sinh, thì không có cái lọc nào mà dám nói với anh em là nó giúp cái máy ok hết đó. Nên anh em cứ thoải mái, anh em nào có tiền thì mình không nói, còn anh em nào không có tiền cứ chơi loại như vậy 100 ngàn. Có nhiều đợt mình săn sale nó chỉ còn 80 ngàn thôi, và xịt tẩm dầu lên giúp cho mình đó, thì cứ chơi thoải mái luôn. Mình biết cái video này mình đăng lên sẽ có nhiều anh em vào ý kiến trái chiều, luôn bảo vệ cái đắt tiền hơn, thì mình cũng nói là đắt tiền thì đương nhiên sẽ tốt hơn, nhưng mà mình đang nói đến những cái nhu cầu chơi xe. Anh em nào chơi giống mình đi tour này nọ đầy đủ môi trường mưa gió bụi bặm, đến hiện tại mình vẫn ok, mình chia sẻ cho các bạn đó. Còn có tiền có nhu cầu cứ lên lập trụ xịn, mình vẫn khuyến khích lên lập trụ xịn hơn, còn không mình cứ chơi cái này. Mình chỉ muốn làm video này để cho anh em nào đang lo lắng là lên nó gặp vấn đề gì lúc B hay không, thì mình xin trả lời là không nha. Lốp B là do anh em đi bụi quá quá bụi thôi. Còn anh em đi giống mình 5 ngàn mở ra vệ sinh, tẩm dầu hoặc là thay cái mới, đó rất là bình thường luôn. Các bạn mua cái này 100 ngàn một cái ha. Rồi các bạn 5 ngàn vệ sinh, xài thêm 5 ngàn nữa dục mua cái mới thêm 100 ngàn nữa, thì coi như là 100 ngàn các bạn chạy được 10 ngàn cây đúng không? Các bạn thay 10 lần 100 ngàn cây, các bạn tốn 1 triệu, 100 ngàn cây tốn 1 triệu, và một bên là 950 ngàn một cái lọc xịn, các bạn chạy được bao nhiêu ngàn cây thì mình không biết đó. Thì các bạn so sánh đi, mà mình nói thiệt với các bạn, chiếc xe Winner mà chạy 100 ngàn cây thì quá dữ rồi. Rồi cái video hôm nay mình chỉ nói cho anh em yên tâm thôi, anh em nào muốn lên lập trụ cứ lên ha. Có cần tư vấn hay gì cứ nhắn tin cho mình biết được gì mình sẽ chia sẻ với anh em, chứ mình không có buôn bán hay gì ở đây hết. Lọc này mình cũng chỉ mua trên mạng thôi. Anh em nào muốn chơi muốn trải nghiệm thì cứ lên bình thường, mình đảm bảo với anh em luôn, anh em mà chạy giống như mình, sử dụng như mình, bảo dưỡng giống mình, không bao giờ mà lốp bê vì cái lọc trụ nó hút bụi vào hết, hứa danh dự với anh em luôn đó. Còn ở đây thì hiện tại mình đang có hai cái nè, một cái là cái K8N và một cái là KNN, hai cái đều phát hết. Mình chạy 5.000 cây mình tháo ra và mình đã vệ sinh và tẩm dầu vào cho anh em nha. Anh em nào ở khu vực gần mình Long Thành, nhắn tin Facebook liên hệ cho mình sẽ tặng cho anh em ha. Nếu mình có dịp mình chạy Long Thành này, khu vực xung quanh mình sẽ đem tới tặng cho anh em luôn, còn không thôi anh em nào đến gặp mình hoặc cà phê mình sẽ tặng cho anh em luôn, chứ mình sẽ không có ship nha, có hai cái thôi, không có ship làm gì, ship cũng 20-30 ngàn đến chỗ anh em rồi, thì anh em mua cái mới luôn, anh em nào ở xa mua cái mới chơi luôn ha. Còn đây mình sẽ tặng thôi, anh em nào cần thì mình tặng, không có buôn bán gì hết, giao lưu anh em cà phê thôi. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video nha. Nếu anh em có vấn đề, có câu hỏi gì về xe hoặc những cái vấn đề trên xe mình đang đi nè, mình biết được cái gì mình sẽ chia sẻ đến anh em hết, để anh em mình cùng có một môi trường chơi xe và bảo dưỡng xe một cách tốt nhất ha. Video hôm nay nói đến đây thôi, cảm ơn anh em đã xem video đến đây. Nếu yêu quý mình, thích video thì hãy bấm vào cái đăng ký kênh, cái chuông để những khi mình ra video mới nhất sẽ có thông báo đến anh em ha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Hẹn gặp lại anh em ở video sau. Đừng quên ghé để mình tặng cái lọc trụ nha. Hẹn gặp lại anh em ở video sau. Bye bye.